Thưa quý vị, ngày 5 tháng 1 năm 2024, thông tin từ Bộ Nội vụ cho biết, vào ngày 4 tháng 1 năm 2024, lãnh đạo Bộ này đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo ban dân vận Trung ương, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện một số bộ ngành và Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên quan đến vụ xá lợi tốc Đức Phật ở chùa Ba Vàng. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Tiến Thắng đánh giá đây là vụ việc vi phạm cần phải được xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trách nhiệm chính thuộc về Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp. Căn cứ Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, Nghị định số 162 năm 2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và các văn bản pháp luật có liên quan để xem xét xử lý đúng quy định. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, vụ chiến thắng đề nghị các bộ ngành, ban tôn giáo chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp trao đổi thông tin, căn cứ các quy định của pháp luật và hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xử lý sớm, dứt điểm, không để tạo tiền lệ, không để ảnh hưởng tới chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thứ trưởng vụ Chiến Thắng đề nghị tăng cường công tác quản lý chức sắc, chức việc nhà tu hành kịp thời có biện pháp chấn chỉnh các hoạt động trong toàn giáo hội, bảo đảm đúng chính pháp của Đức Phật, hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Nội vụ đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam xem xét những hoạt động của chùa Ba Vàng và Đại Đức Thích Trúc Thái Minh thời gian qua, nghiêm khắc chấn chỉnh, xử lý các vi phạm theo hiến chương và quy chế của giáo hội, không để ảnh hưởng tới sự ổn định xã hội và uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đối với tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là ở cơ sở, có thông tin, thông cáo báo chí chính thức về sự việc liên quan đến xá lợi tốc đức Phật tại Chùa Ba Vàng, xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật tại chùa đây và xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân có liên quan đến vụ việc. Trưởng ban tôn giáo chính phủ Vũ Hoài Bắc cho biết, việc Chùa Ba Vàng mời đoàn chức sắc chư tăng Myanmar sang Việt Nam tổ chức trước, trưng bày cho Phật tử chiêm bái vật thể được gọi là xá lợi tốt đức Phật, cùng với việc Đại Đức Thích Trúc Thái Minh xuất cảnh nhiều lần trong năm 2023, vi phạm các quy định về hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo, tham gia hoạt động tôn giáo ở nước ngoài, lần lượt được quy định tại Điều 48, Điều 43, Điều 50 của luật tín ngưỡng tôn giáo. Cũng tại cuộc họp, đại diện vụ Đông Nam Á, Nam Á, Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao cho biết, Bộ Ngoại giao đã có văn bản gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đề nghị xác minh nguồn gốc của xá lợi tốc Đức Phật, được mang sang Việt Nam để trưng bày và công tác quản lý của nhà nước và Phật giáo Myanmar về xá lợi tốc Đức Phật này thường tọa thích đức thiện phó chủ tịch tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam khẳng định trong kinh điển xá lợi đức phật là có còn việc xem xét các hoạt động có yếu tố nước ngoài hoạt động quốc tế tại chùa ba vàng do đại đức thích trúc thái minh trụ trì đây không phải là khách mời của giáo hội và giáo hội cũng không có văn bản về việc mời này do quy định thuộc thẩm quyền của chính quyền và phật giáo địa phương Thường tọa Thích Đức Thiện khẳng định, giáo hội nghiêm khắc kiểm điểm đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh, những vấn đề làm ảnh hưởng tới niềm tin, ảnh hưởng tới uy tín của giáo hội, chắc chắn giáo hội sẽ xử lý nghiêm minh. Thường tọa Thích Đức Thiện cũng cho biết, đây không phải lần đầu giáo hội kỷ luật đại đức này. Liên quan đến vụ việc này, chiều 4 tháng 1, ban thường trực hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã họp, thống nhất biện pháp kỷ luật đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã nhận lỗi trước giáo hội tăng ni và Phật tử về vụ việc đáng tiếc để dư luận chỉ trích, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội, khiến dư luận hoang mang, sám hối trước chư Tôn đức ban Thường trực Hội đồng Trị sự. Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng không được tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế tại chùa trong một năm. Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh sẽ giám sát chặt chẽ các hoạt động tôn giáo và truyền thông của chùa Ba Vàng đúng quy định của giáo hội và pháp luật. Thứ trưởng vụ chiến thắng cho hay giáo hội Phật giáo Việt Nam mới xử lý ở mức vụ việc làm ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội, chưa xử lý vi phạm của trụ trì vụ việc tiếp tục được xác minh và thẩm định để đưa ra quyết định xử lý nghiêm minh. Căn cứ thẩm định của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar về nguồn gốc của xá lợi tốt Đức Phật để đề xuất các biện pháp xử lý đối với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh. Báo Thanh niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanh niên.vn cùng kênh youtube Báo Thanh niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.